mời cô chú anh chị thưởng thức tiếp bản thứ hai. Bản thứ hai này ta xin theo xin thêm do người trên đội có non dễ nhảy dễ múa. Cô chú anh chị khỏi là sân khấu đứng một chỗ vui nhưng mà vẫn được mà. Giơ tay giơ tặng bóng à. Giơ tay không nữa. Rồi.
Hiện đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc 10 năm đợi chờ qua giọng hát của anh Nam. Con trai vỗ tay cho anh Nam lên sân khấu được không ạ?